Xin chào các em. Các em thân mến, ở tiết học trước các em đã tìm hiểu về đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu đặc điểm địa hình Việt Nam qua bài 28. Nhắc tới địa hình, chúng ta nói tới núi, cao nguyên, đồng bằng, thềm lục địa. Địa hình bề mặt trái đất chịu tác động bởi yếu tố nội lực và ngoại lực. Vậy địa hình Việt Nam ngoài yếu tố chung đó ra thì còn có đặc điểm gì khác? Chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài để tìm hiểu. Bài học hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Phần thứ hai, địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Phần thứ ba, địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam. Các em quan sát lược đồ hình 28.1, tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam? Dựa vào bảng chú giải, các em sẽ thấy có nhiều dạng địa hình: núi, đồi, đồng bằng, sơn nguyên, bình nguyên. Vậy thì đồi núi chiếm diện tích nhiều hơn cả. Chúng ta rút ra kết luận đầu tiên, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. Tiếp tục dựa vào lược đồ, các em nhận xét tỷ lệ giữa đồi núi thấp và đồi núi cao. Núi cao thì được thể hiện ở đây là màu đỏ đậm, và núi thấp thì được thể hiện là màu hồng phấn. Như vậy nếu như so sánh diện tích thì các bạn thấy rõ ràng là núi cao nó chiếm diện tích nhỏ hơn, chỉ tập trung ở khu vực phía Tây Bắc trong dãy Hoàng Liên Sơn, còn lại đa phần là núi thấp và trung bình. Chúng ta rút ra kết luận thứ hai, chủ yếu là đồi núi thấp dưới 1.000m chiếm 85%, núi trên 1.000m chỉ chiếm 1%. Xác định trên hình 28.1 đỉnh Phan Xi Păng và đỉnh Ngọc Linh. Đây là hai đỉnh núi lớn của Việt Nam. Em nhìn trên lược đồ hình 28.1. Như vậy, đỉnh Phan Xi Păng nằm ở khu vực phía Tây Bắc của Việt Nam, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Đây là đỉnh núi được coi là nóc nhà Đông Dương, bởi vì trong ba nước Đông Dương thì nó là ngọn núi cao nhất. Độ cao của nó là 3.143m. Thứ hai là đỉnh Ngọc Linh. Đỉnh Ngọc Linh nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, nó là đỉnh núi cao nhất của miền Trung, nằm trên dải Trường Sơn, trong đó thuộc dãy Trường Sơn Nam. Độ cao của nó là 2.598m. Xác định trên hình 28.1 vị trí dạng địa hình đồng bằng và cho biết đồng bằng chiếm bao nhiêu phần diện tích lãnh thổ. Quan sát trên lược đồ, chúng ta thấy đồng bằng được tô bằng màu xanh. Có các đồng bằng lớn đó là đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Duyên Hải miền Trung và đồng bằng Nam Bộ. Về diện tích thì chúng ta nhận xét đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ. Như vậy là nhỏ hơn so với lại đồi núi rất nhiều. Tìm một số nhánh núi, khối núi đâm ra biển chia cắt đồng bằng nước ta từ Bắc vào Nam. Trong các đồng bằng thì các em thấy là đồng bằng Duyên Hải miền Trung là chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi địa hình. Các khối núi đâm sát ra biển như dãy Hoành Sơn, Bạch Mã. Vậy dãy Hoành Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Các em có thể nhìn trên lược đồ. Dài 50 km, chạy từ Trường Sơn ở khu vực phía Tây ra sát biển Đông. Trước kia muốn vượt qua dãy núi này, người ta phải đi qua đèo ngang, cao 256m, kéo dài 6 km. Đường đi lại rất khó khăn. Từ khi đường bộ đèo ngang được hoàn thành thì đã thuận lợi cho giao thông giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh. Dãy thứ hai là dãy Bạch Mã. Dãy núi Bạch Mã thì nổi tiếng cách Huế khoảng 60 km về phía nam. Nó là một dãy núi nằm giữa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, là một phần của dãy Trường Sơn chạy ra sát biển. Và nơi đây thì chúng ta thấy là có đèo Hải Vân nổi tiếng. Như vậy chúng ta thấy trong các đồng bằng thì đồng bằng Duyên Hải miền Trung là chịu tác động sâu sắc bởi địa hình, nên là nó sẽ chia ra thành nhiều các đồng bằng nhỏ. Và ở đây thì ít phù sa, chủ yếu là cát. Đồng bằng sông Hồng thì diện tích 15.000 km², địa hình tương đối bằng phẳng, sông ngòi dày đặc, phù sa màu mỡ. Do
các con sông Hồng và sông Thái Bình hội tụ. Đồng bằng sông Cửu Long diện tích trên 40.000 km vuông, địa hình thấp và bằng phẳng, kênh rạch chằng chịt. Phù sa của sông lớn do hai con sông là sông Tiền và sông Hậu hội tụ. Như vậy, địa hình nước ta có dạng như hiện nay đó là do quá trình cổ kiến tạo và tân kiến tạo, đặc biệt trong giai đoạn tân kiến tạo đã làm cho địa hình được nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Chúng ta quan sát lát cắt AB và CD. Dựa vào lát cắt AB, đó là lát cắt từ Sơn Nguyên Đồng Văn đến cửa Thái Bình, thì chúng ta sẽ cho biết địa hình phân tầng thành những bậc như thế nào trong lát cắt AB. Các em thấy đó là các bậc nối tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, rồi thềm lục địa. Phân tích lát cắt CD để thấy sự nâng lên của địa hình nước ta. Như vậy, trong lát cắt CD thì ở khu vực dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có đỉnh Phan Xi Păng và Phu Luông là những đỉnh núi cao. Phan Xi Păng trên 3.000m, còn Phu Luông là 2.985m. Còn ở khu vực phía sông Đà và sông Mã là do cái đặc điểm cắt xẻ sâu của dòng nước tạo thành các cái thung lũng sông sâu và hẹp, vách dựng đứng. Như vậy, địa hình có sự phân bậc, và thứ hai là nâng lên ở khu vực phía tây thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, và có nơi thì lại cắt xẻ mạnh. Về hướng nghiêng của địa hình thì chúng ta thấy là địa hình nghiêng theo hướng tây bắc và đông nam ở khu vực phía tây bắc, rồi các cái hệ thống dãy Trường Sơn, đấy là hướng nghiêng của địa hình. Chúng ta chốt lại nội dung của phần 1. Tiếp theo, các em quan sát lược đồ hình 28.1 cho biết địa hình nước ta có mấy hướng chính và xác định các dãy núi chính theo hướng tây bắc đông nam và hướng vòng cung. Như vậy, ngoài cái hướng tây bắc đông nam mà chúng ta đã vừa xác định trên lược đồ thì còn có một hướng nữa, đó là hướng vòng cung. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc đông nam đó là dãy núi gì đây các bạn? Ở khu vực phía tây bắc này, hướng tây bắc đông nam này, rồi hệ thống Trường Sơn Bắc này. Còn chạy theo hướng vòng cung đó là các cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn, rồi cánh cung Đông Triều. Như vậy, địa hình có hai hướng chính: tây bắc đông nam và hướng vòng cung. Phần thứ 3, các em quan sát cho cô lược đồ hình 28.1 kết hợp với lại kiến thức kênh chữ trong sách giáo khoa. Tại sao nói địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người? Chúng ta cùng quan sát những cái hình ảnh sau. Trước tiên là tác động của khí hậu, dòng nước đến địa hình. Địa hình núi bị xói mòn và cắt xẻ do các yếu tố đó là khí hậu. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thì làm cho đất đá bị phong hóa, bào mòn, cắt xẻ, xâm thực. Các cái khối núi lớn này các bạn thấy là đã bị phong hóa do cái tính chất khí hậu nóng ẩm. Rồi ngoài ra thì nước mưa hòa với núi đá vôi đã tạo nên địa hình karster độc đáo. Những mạch nước ngầm khoét sâu vào trong lòng núi tạo thành các cái hang động với các cái hình thù rất kỳ vĩ. Ví dụ như hang Sừng Sốt ở Vịnh Hạ Long, hay là động Hương Tích của chùa Hương, động Tam Thanh ở Lạng Sơn, động Phong Nha Quảng Bình. Em thấy là trong các cái hang động này có những nhũ đá với những cái hình thù độc đáo. Ngoài ra thì các dạng địa hình nhân tạo như là xây dựng các khu đô thị, rồi các cái đường giao thông, rồi đoạn đê sông Hồng và các cái hồ thủy điện chứa nước. Với các đoạn đê thì có cái tác dụng đó là chống lũ lụt vào mùa mưa. Ví dụ như dọc bờ sông Hồng chúng ta thấy có các cái đê để chắn lũ. Rồi hồ chứa nước thì có tác dụng làm thủy điện. Như vậy, đây là những cái tác động tích cực của con người tới địa hình. Bên cạnh cái mặt tích cực đó thì con người cũng có những tác động tiêu cực đến địa hình. Đó là gì? Các hoạt động của con người như là đốt rừng, chặt phá rừng. Như vậy, hậu quả đó là dẫn tới lũ lụt,
rồi rửa trôi, sụt lở đất đá ở những địa hình như vùng núi. Và chính những cái tác động tiêu cực này thì đã gây nên thiệt hại rất lớn cho con người, cả về tài sản lẫn tính mạng. Từ đây chúng ta thấy ba yếu tố. Thứ nhất là đất đá trên bề mặt phong hóa mạnh mẽ. Thứ hai, các khối núi bị cắt xẻ xâm thực, địa hình karst độc đáo. Và ý thứ ba là địa hình nhân tạo. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài học. Sau đây chúng ta sẽ làm bài tập củng cố. Bài tập thứ nhất, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Nội dung nào không thuộc đặc điểm địa hình nước ta? A. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. B. Đồng bằng chiếm 3 phần tư diện tích là dạng phổ biến nhất. C. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. D. Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chịu tác động mạnh mẽ của con người. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào? À, như vậy đáp án B, đồng bằng chiếm 3 phần tư diện tích là dạng phổ biến nhất. Bài tập số 2. Địa hình nước ta được hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào? A. Vận động tân kiến tạo. B. Tính chất nhiệt đới gió mùa. C. Tác động của con người. D. Tất cả đều đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chúc mừng các bạn đã đạt được cái câu trả lời đúng trong bài tập trên. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về ôn lại cho cô bài 28, trả lời cho cô câu hỏi trong sách giáo khoa bài tập 1, 2, 3, tìm hiểu trước cho cô bài 29 đặc điểm khu vực địa hình. Chúc các em học tập tốt, thân ái chào các em.